có thể bạn chưa biết, uống cà phê có tác dụng ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Agricultural and Food Chemistry đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi phát hiện ra cà phê espresso có khả năng điều trị và ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Nghiên cứu do các nhà khoa học từ đại học Verona Ý thực hiện cho biết các hợp chất trong cà phê espresso có thể ức chế sự tổng hợp protein tau, một quá trình được cho là có liên quan đến sự khởi phát của bệnh Alzheimer. Đáng chú ý với hàm lượng caffeine và genistein càng cao, tác dụng phòng ngừa bệnh càng cao. Các nhà khoa học cho rằng ngăn chặn sự kết tụ này có thể làm giảm bớt các triệu chứng của bệnh Alzheimer hoặc ngăn chặn bệnh ngay từ đầu.